chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và toàn thể học viên của lớp ngành nghề sửa chữa máy may công nghiệp Nam Tuyển cách căn chỉnh ổ và chiều sâu trụ kim của máy một kim. Thì trước hết là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách căn chỉnh ổ. Thì căn chỉnh ổ này thì nó có hai cái thông số cơ bản, đó là độ hở đứng và độ hở ngang. Thì trong clip này, trong quá trình xem xong thì các bạn là nên nhớ hai cái thông số đó để mình áp dụng vào thực tế và làm, để tránh cái trường hợp là mình không nắm được một cái thông số cơ bản, thông số chính xác, thì để mình gọi là đi làm thì cũng cứ căn, và căn đó là gọi là mang tính chất là làm mò, thì chúng ta sẽ khám đoán một cái bệnh nó rất khó. Và hai nữa là cái tuổi thọ của máy nó chạy cũng không được bền, đường chỉ sẽ không được đẹp. Thì cái thông số này sẽ giúp cho các bạn là khi các bạn gặp sự cố của máy, nó là đứt chỉ, bỏ mũi hay gãy kim, thì các bạn nhìn vào mấy cái thông số cơ bản đó thì các bạn biết được nó có phải là lỗi do cái thông số mà mình căn chỉnh đã như thế đã đúng hay chưa đúng. Thì trước hết là các bạn hãy nhả lỏng ba cái ốc hãm ổ này của máy, của ổ này ra, ba ốc hãm ổ này ra cho nó lỏng ra và cho ổ nó sẽ ổ nhả quay tự do, tức là không còn tác dụng nữa. Thì lúc này tay ta nắm vào vô ri quay cho máy quay theo chiều quay của máy, tức là quay về phía lòng mình, phía mình ngồi đó, thì cho kim nó xuống sâu nhất tận cùng, xuống sâu nhất tận cùng đây, xuống sâu nhất tận cùng đây. Thì cái trục phiểu trong này đây, cái trục phiểu đây này, tức là tay biên và trục kim này nó sẽ nằm song song với nhau, điểm dưới cùng thì nó gọi là điểm sâu nhất. Nếu quay cho nó lên trên này, song song ở trên này gọi là điểm song song cao nhất trên cùng. Thì căn chỉnh ổ thì mình không thể căn theo cái điểm cao nhất được, mà mình sẽ quay cho xuống sâu nhất như thế này, là lấy điểm sâu nhất, là trục kim và cái trục hiểu nó sẽ nằm song song với nhau, điểm dưới cùng này gọi là điểm sâu nhất. Thì lúc này ta sẽ đưa cho cái ổ trao, mỏ ổ trao này về nằm song song với cái kim, về nằm song song với cái kim. Thì tay ta nắm chặt ổ trao bên dưới ổ trao, không cho ổ trao chuyển động, và tay ta quay vô ri theo chiều quay của mình, cho kim dần dần rút lên. Thì ta sẽ thấy này, cái khoảng cách từ mép trên lỗ kim á, ta thấy này, từ khoảng cách từ mép trên lỗ kim này lên đến đầu mỏ ổ này, để thông số của nó được dao động từ 1 ly cho đến 1 ly 2. Cái đó khi ta căn được cái thông số từ 1 ly 1 ly 2 thì mép trên độ kim bên đầu mỏ này 1 ly 1 ly 2 rồi, thì cái này gọi là độ hở đứng. Thì lúc này ta không quan tâm bên nữa, thì ta thấy là thả cái tay bô ri ra không quay nữa, và đồng thời ta quan tâm đến cái khe hở giữa mỏ trao và thân kim kim. Đấy, độ hở này của nó là đạt 0,05, tức là mỏng giống như một cái bề ngang của tờ giấy á, tức là mình ấn, khi mà mình ấn cái ổ cái kim này này thì độ rung của nó là cảm thấy nó hơi rung thôi, nó 0,05, độ hở này là hở 0,05 giữa thân kim và cái ổ trao này 0,05, thì cái này gọi là độ hở đứng, à hở ngang, cái này gọi là độ hở ngang. Khi đạt được như vậy rồi, tay ta này dần dần quay cái vặn cái ốc này vào, vặn ốc hãm ổ này vào, vặn ốc ổ này vào, rồi ta quay dần dần này, quay kiểm tra lại thử coi này, xem là độ hở đứng và độ hở ngang nó đã bị thay đổi hay không, có thay đổi hay không, đã đạt được chưa. Rồi cái này độ hở đứng thì đúng, nếu độ hở ngang trong trường hợp mà nó hở lớn thì ta có thể là ốc này không nên vặn chặt. Thì ta gõ nhẹ vào cái khung này, đấy, ta gõ nhẹ vào đây cho nó ra, là rồi tay ta ấn này,
ấn cái nội dung hơi nhỏ, hơi nhẹ là được. Trường hợp mà nó đá kim ấy, thì ta gõ nhẹ vào dưới cái nồi ổ dưới này này, dưới nồi ổ này này, gõ cho nó chạy vào. Rồi dần khi mà đạt được con số thì ta vặn ốc này lại, và đồng thời ta quay này, xem kim này, quá trình lên này, xem cái kim này và cái ổ này nó có bị va quẹt hay không. Nếu va quẹt thì thông số là có thể là nó bị thay đổi, vẫn chưa đạt. Đấy, thấy không? Quay xuống này, xem cái đầu này nó có đụng vào đây không. Rồi đi lên xem cái kim này có đụng vào mép này của nồi ổ, của ổ hay không, của yếm ổ hay không. Nếu không thì cái đó là an toàn. Thì lúc này thì ta sẽ vặn chặt hết tất cả các ốc này. Chặt hết cả ba ốc này. Như vậy là căn chỉnh ổ là đã xong. Còn căn chỉnh chiều sâu chỗ kim, căn chỉnh chiều sâu chỗ kim thì ta sẽ quay cho kim xuống sâu nhất tận cùng, tức là cái cũng là cái trục phiểu này, sâu nhất tận cùng ấy, thì cái trục phiểu đây này, cái trục phiểu này này. Đấy, và chỗ kim này cũng nằm song song với nhau, điểm dưới cùng cũng nằm song song điểm dưới cùng. Thì chúng ta thấy cái mép trên lỗ kim, cái mép trên của lỗ kim sẽ bằng nằm bằng mép dưới của nồi ổ này. Mép trên lỗ kim của mép dưới nồi ổ này đúng bằng mép dưới nồi ổ luôn. Mép trên lỗ kim bằng đúng mép dưới của nồi ổ, đúng bằng mép dưới nồi ổ. Từ đây ta mở ốc này ra, ví dụ như trường hợp như này là sâu quá này. Đấy, chúng ta thấy phát hiện thấy chưa, chúng ta có nhìn thấy không? Đây, mép trên lỗ kim thì nó nằm mãi dưới này, nằm dưới này, thì cái thông số này gọi là chiều sâu chỗ kim bị sâu quá. Thì ta đây ta có thể rút lên để cho nó vừa bằng mép trên lỗ kim mà vừa bằng mép dưới này, là đây là đấy, gọi là đưa lên. Nó sâu quá ta phải đưa lên. Trong trường hợp ví dụ như thế này gọi là cao quá thì ta phải đưa xuống, làm sao mà nó trên lỗ kim mép dưới độ, mép dưới này ổ. Đó, thì cái này nó căn chỉnh nó có hai, nó có hai cái cách căn chỉnh, có hai cái cách căn chỉnh, có hai cái căn chỉnh, có rất nhiều cách. Ví dụ như bây giờ là ta không thể căn cứ theo kiểu thông số là của các cụ hồi xưa, gọi là theo là cái máy hồi xưa là người ta căn chỉnh là cứ căn cứ theo cái vạch của trụ kim. Thế nhưng mà bây giờ không may là thay cái trụ kim thế rồi, thì bây giờ làm sao mà còn cái vạch nữa, thông số. Bây giờ thay kim lô thì không có thông số, thành ra là ta phải căn cứ theo cái mép trên lỗ kim thì là một cái thông số quân là chuẩn nhất. Dù anh có thay trụ kim hay là thay bạc chăng nữa thì cái thông số nó vẫn là chuẩn. Mình cũng nên nhớ nhắc các bạn như thế này, trước khi vào làm máy căn chỉnh thì ta nên kiểm tra, tức là chiều sâu trụ kim, và đồng thời phải căn chỉnh cái chiều sâu trụ kim trước rồi ta sẽ căn chỉnh ổ, chứ đừng có căn chỉnh ổ rồi mới căn chỉnh chiều sâu trụ kim, thế là hành trình ngược. Rồi, chương trình hôm nay mình hướng dẫn các bạn như vậy cũng là kết thúc, là mong các bạn thành công, và mong anh chúc tất cả anh em học viên trong lớp là thành công và mỹ mãn. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.